Trước mặt quý vị là đôi loa Boss 701 của Mỹ, một đôi loa cao cấp nghe nhạc chuyên nghiệp. Đây là một đôi loa có lẽ là niềm mơ ước của không ít anh em chơi audio. Dòng loa này cho tiếng bass có thể xuống sâu hết khả năng nghe của tai người. Tuy nhiên, với bản test này do giới hạn của máy quay, nhiều tần số của giải trầm không thể lọt vào mic thu được, cho nên quý vị sẽ cảm nhận không được đầy đủ như tôi đang ngồi tại hiện trường. Mọi chi tiết xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một đôi loa cao cấp. Nó được thiết kế theo dạng lục lăng, tạo ra vẻ bí hiểm và sang trọng khi quý vị bày biện tại căn phòng của gia đình. Xin nhắc lại với quý vị, mỗi một chiếc loa này có công suất chịu đựng lên đến 300W. Trong lòng loa có hai loa bass đánh úp vào nhau. Và đây là một phiên bản có hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi đối diện với phía chúng ta ngồi và một lỗ thông hơi ở phía sau lưng. Điều này giúp cho tiếng bass của nó sẽ lan tỏa và dày dặn hơn, nó phủ kín trong căn phòng của quý vị. Phiên bản một lỗ thông hơi thì rẻ tiền hơn một chút. Ở dải cao của nó tiếng chép rất mảnh nhuyễn và trung âm của nó rất sắc nét và chi tiết. Đôi loa này được giới chơi audio cũng đánh giá và truyền tai nhau từ rất lâu. Nó đạt đến một độ tĩnh lặng nhất định khi ở dải trầm, tức là tiếng trầm của nó xuống sâu và nó hoàn toàn tĩnh lặng. Chúng ta vừa có thể vừa nghe nhạc mở lớn nhưng vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau bình thường ngay trước mặt loa. Chính xác hơn thì người ta miêu tả nó bằng một từ, đó là độ ồn thấp. Cá nhân tôi thì tôi cứ nói vui như thế này, tiếng bass của nó xuống sâu đến muốn tụt cả quần. Tức là nó có thể đạt đến giới hạn của sóng âm ở tầm tần số thấp nhất. Xin nhắc lại, những quý vị nào đang sở hữu đôi loa này thì nên ghép nó với các âm ly cover của Mỹ hoặc ghép với các dòng Sansui đầu 7 trở lên, như các dòng 707, 907 của Sansui. Quý vị sẽ có một điều trải nghiệm rất thú vị. Đặc biệt quý vị có thể ghép nó với những bộ kéo đẩy M90 của Pioneer như thế này. Ở phương án này tôi muốn tạo ra một sự khác biệt một chút, không theo công thức của mọi người. Tôi ghép nó với chiếc âm ly Denon 940. Chiếc âm ly Denon 940 thường chứ không phải 940V. Căn phòng của tôi đang rộng 84m nhưng tôi thấy tiếng bass của nó đã đậm đặc, phủ kín trong phòng.
Xin nhắc lại, đôi loa Bose 701, dòng loa nghe nhạc cao cấp của Mỹ. Hãy gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388 để có cơ hội sở hữu đôi loa này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.